Cô rất vui được gặp lại các em. Cô đã công bố phần kiểm tra bài cũ của những bạn đã nộp gửi cô. Các em có thể vào xem lại để biết mình được trả lời được bao nhiêu điểm nhé. Đối với một đáp án đúng thì các em sẽ có được 2 điểm. Tương ứng các em kể được 5 đáp án đúng thì các em sẽ có được 10 điểm. Để tổng kết lại kiến thức của bài học tuần trước thì cô có câu hỏi sao? Kể những hành động tiết kiệm điện mà em có thể thực hiện ở gia đình mình và ở lớp học khi các em còn học tiểu học. Sau đây sẽ là một số hành động đơn giản mà các em có thể thực hiện tại nhà hay tại lớp học. Chúng ta có thể giảm bớt điện năng trong các giờ cao điểm. Và thay vào đó, chúng ta có thể lựa chọn các thiết bị có chức năng tiết kiệm điện. Ngoài ra, chúng ta nên tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì chúng ta sử dụng ánh sáng của bóng đèn. Ngoài ra, chúng ta nên tận dụng gió tự nhiên thay vì chúng ta mở điều hòa, mở quạt máy. Khi chúng ta bước ra khỏi phòng thì chúng ta nên tắt tất cả các thiết bị đồ dùng điện không còn sử dụng nữa. Và khi chúng ta ở trên lớp thì chúng ta nên tắt đèn, tắt quạt khi không còn sử dụng trong các giờ ra chơi, giờ ra về hoặc trong các giờ mà chúng ta chuyển tiết qua các phòng học khác như phòng thực hành, phòng thí nghiệm, vân vân. Quan sát hình, các em có thể thấy đây là cuộc trò chuyện giữa bạn nam và bạn nữ. Bạn nam nói với bạn nữ: mình ước có một ngôi nhà biết tự động mở cửa cho mình vào. Còn bạn nữ thì suy nghĩ: liệu có ngôi nhà thông minh như thế không nhỉ? Vậy theo như các em, ngôi nhà như bạn nam ước có hay là không? Để biết điều ước của bạn nam có hay là không thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài số 3, ngôi nhà thông minh. Trước khi đi vào bài số 3, thì theo như các em, công nghệ mang lại sự tiện nghi trong ngôi nhà như thế nào? Các em hãy suy nghĩ và ghi đáp án vào tập. Để giải thích được câu hỏi đó, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu một nhỏ khái niệm ngôi nhà thông minh. Các em hãy quan sát hình 3.1 sách giáo khoa trang số 19 và hoàn thành phía học tập số 1. Trong phía học tập số 1 sẽ có hai câu hỏi như sau. Câu hỏi đầu tiên: các thiết bị trong ngôi nhà thông minh có điểm gì khác với các thiết bị thông thường? Câu hỏi thứ hai: ngôi nhà thông minh có điểm gì khác với ngôi nhà thông thường? Các em có thể suy nghĩ và ghi đáp án vào tập. Đối với câu hỏi số 1, các thiết bị trong ngôi nhà thông minh có điểm gì khác với các thiết bị thông thường? Thì đáp án chính là: các thiết bị trong ngôi nhà thông minh có hệ thống cảm ứng bằng lời nói, bằng vươn tay, hoạt động theo ý muốn của chủ nhà. Hay nói cách khác là chủ sở hữu của đồ vật đó. Còn đối với câu hỏi thứ hai, ngôi nhà thông minh có điểm gì khác với ngôi nhà thông thường? Điểm khác biệt của ngôi nhà thông minh với ngôi nhà thường đó chính là
Ngôi nhà được trang bị hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động để các thiết bị hoạt động theo ý muốn của chủ nhà, hay nói cách khác là chủ sở hữu của đồ vật thiết bị đó. Chúng ta sẽ đi khám phá ngôi nhà thông minh ở hình 3.1 sách giáo khoa trang số 19. Như các em có thể thấy, đối với hình số 1, đây là hệ thống điều khiển các thiết bị trong nhà. Đối với số 2, đây là chuông báo các thiết bị nhận diện khuôn mặt. Còn đối với hình số 3, đây là bộ điều hòa tắt mở tự động, hay nói cách khác, đây là máy lạnh có chế độ tắt mở tự động. Đối với hình thứ 4, đồ dùng nhà bếp tắt mở tự động, hay cụ thể hơn đó là tủ lạnh có chức năng tắt mở tự động. Còn hình số 5, đây là đèn chiếu sáng cũng tắt mở tự động. Hình số 6, đây là hệ thống kiểm soát an ninh tự động, có tên gọi khác là camera. Còn đối với hình số 7, đây là thiết bị giải trí tắt mở tự động. Như các em trong hình các em có thể thấy đó là TV. Hình thứ 8, đó chính là chúng ta sẽ tận dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió để giúp căn phòng của chúng ta sáng hơn và mát hơn. Hình cuối cùng đó là hình thứ 9, là chúng ta sẽ điều khiển thiết bị bằng điện thoại. Hay nói cách khác, các vật dụng thiết bị trong nhà chúng ta chỉ cần mở điện thoại và chúng ta điều khiển trên đó là được. Chúng ta không cần đến tận nơi mà chúng ta bấm chỉnh chế độ. Như hình các em vừa quan sát thì các em hãy cho cô biết ngôi nhà thông minh là gì. Ngôi nhà thông minh là ngôi nhà được trang bị hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động để các thiết bị, đồ dùng trong nhà có thể tự động hoạt động theo ý muốn của chủ nhà hay chủ sở hữu các đồ dùng thiết bị đó. Để hiểu rõ hơn cách vận hành của ngôi nhà thông minh, thì sau đây cô sẽ nói sơ về nguyên tắc hoạt động của các hệ thống trong ngôi nhà thông minh. Đầu tiên, chúng ta sẽ đưa ra khẩu lệnh, nhận lệnh. Sau khi hệ thống nhận lệnh xong thì sẽ tiến hành xử lý. Sau khi hệ thống xử lý xong thì sẽ tiến hành giai đoạn chấp hành và làm theo. Hay nói một cách đơn giản hơn, chúng ta sẽ đưa ra khẩu lệnh để điều khiển. Khẩu lệnh ở đây có thể là bằng tin nhắn, bằng giọng nói hoặc từ điều khiển từ xa. Khi các hệ thống nhận được, thu được lệnh mà chúng ta truyền, thì sẽ truyền tới bộ phận xử lý. Sau khi xử lý xong, thì thông tin sẽ được truyền tới các bộ phận chấp hành để điều khiển các thiết bị trong ngôi nhà theo ý muốn của chúng ta. Sau đây sẽ là một số hình ảnh về hệ thống an ninh trật tự. Đầu tiên, các em không thể nào không kể đến đó chính là camera, giúp chúng ta ghi nhận lại các hình ảnh ra vào xuất hiện trong ngôi nhà mình. Thiết bị tiếp theo đó chính là thiết bị báo cháy, giúp chúng ta phát hiện được những trận hỏa hoạn xảy ra đột ngột trong ngôi nhà mình. Cuối cùng, đó chính là hình ảnh khóa cửa tự động bằng mật mã hoặc bằng vân tay. Còn đây là hệ thống điều khiển các đồ gia dụng. Chúng ta sẽ có như máy giặt hay tủ lạnh. Ngoài ra, chúng ta còn hệ thống năng lượng mặt trời.
Chúng ta sẽ sử dụng những tấm pin mặt trời để giúp tiết kiệm điện năng trong ngôi nhà chúng ta. Ngoài ra, các em còn có các hệ thống giải trí thông minh giúp chúng ta giải tỏa được những căng thẳng, những áp lực trong cuộc sống sau một ngày học tập, làm việc mệt mỏi. Đó chính là các thiết bị TV hoặc là các máy nghe nhạc, âm ly. Tiếp theo, đây là một thiết bị có hệ thống chiếu sáng thông minh, cảm biến. Cuối cùng, đây là kiểm soát nhiệt độ giúp chúng ta có thể thoải mái hơn trong những thời tiết nóng nực. Sau khi đã quan sát xong các hình ảnh trên về các thiết bị của ngôi nhà thông minh, thì theo như các em, đặc điểm của ngôi nhà thông minh là gì? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Các em có thể quan sát hình và cho cô biết hệ thống điều khiển các đồ dùng điện tự động trong ngôi nhà thông minh mang lại lợi ích gì cho con người. Như các em có thể thấy thì đầu tiên chúng ta sẽ cài đặt các chương trình hay cách khác là các khẩu lệnh vào các đồ dùng điện trong ngôi nhà. Để biết được các đồ dùng điện đó hoạt động như thế nào thì các em có thể giám sát thông qua điện thoại thông minh hoặc thông qua máy tính bảng, thông qua máy tính sách tay. Thì việc đó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được công suất. Thay vì tính tận nơi chúng ta điều khiển mở cái thiết bị đó lên thì chúng ta chỉ cần ngồi một chỗ và dùng điện thoại để điều khiển các thiết bị đó theo ý muốn của mình. Chúng ta có thể sử dụng pin năng lượng mặt trời để thay vì chúng ta sử dụng các thiết bị chiếu sáng khác. Những đặc điểm trên đều thể hiện được tính tiện ích của một ngôi nhà thông minh mang đến cho chúng ta. Tương tự đó thì các em có thể quan sát hình ảnh và cho cô biết hoạt động của các đồ dùng điện trong ngôi nhà bằng điện thoại thông minh có thể giúp ích gì cho con người trong những trường hợp nào. Thì việc mà chúng ta giám sát các hoạt động, các đồ dùng điện diễn ra trong ngôi nhà thông qua điện thoại thông minh thì có thể giúp ích cho chúng ta trong những trường hợp như các thiết bị đó bị hỏng. Khi một trong những thiết bị thông minh nào bị hỏng thì chúng ta sẽ phát hiện liền, thì chúng ta sẽ không còn sử dụng nữa, thì sẽ tránh được một số tình trạng như cháy nổ diễn ra. Đây được thể hiện tính an ninh, an toàn trong ngôi nhà thông minh. Các em có thể quan sát hình và cho cô biết việc mà chúng ta sử dụng pin năng lượng mặt trời thì khiến cho ngôi nhà thông minh có ưu điểm gì so với ngôi nhà thông thường. Nhìn hình thì các em cũng có thể thấy được việc mà chúng ta sử dụng pin năng lượng mặt trời sẽ khiến cho ngôi nhà thông minh của chúng ta có những ưu điểm nổi trội hơn so với ngôi nhà thông thường, ở chỗ là chúng ta sẽ tiết kiệm được năng lượng do chúng ta tận dụng được tối đa năng lượng từ gió tự nhiên, giúp căn phòng của chúng ta mát mẻ hơn, thoáng mát hơn. Và chúng ta còn tận dụng được ánh sáng mặt trời, giúp cho ngôi nhà của chúng ta tiết kiệm được điện năng tiêu thụ thông qua các vật dụng như bóng đèn. Đây được thể hiện tính tiết kiệm điện năng cho ngôi nhà. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu ba hình ảnh trên, vậy theo em, ngôi nhà thông minh thường có những đặc điểm nào? Một ngôi nhà thông minh thì sẽ có ba đặc điểm như sau. Đặc điểm thứ nhất, đó là mang lại sự tiện ích cho con người, giúp con người chúng ta tiết kiệm được thời gian, công sức thực hiện. Đặc điểm thứ hai, đó chính là tính an ninh, an toàn, giúp cho chúng ta bảo vệ được tài sản cũng như tính mạng của mình.
Đặc điểm cuối cùng là giúp chúng ta tiết kiệm năng lượng. Khi chúng ta tiết kiệm được năng lượng thì chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí sinh hoạt trong gia đình. Vậy tóm lại đặc điểm của ngôi nhà thông minh. Một ngôi nhà thông minh sẽ có các đặc điểm như sau. Đầu tiên đó chính là tính tiện ích. Tính tiện ích ở đây là có hệ thống điều khiển các đồ dùng điện của ngôi nhà tự động hoạt động theo chương trình đã cài đặt sẵn. Yếu tố thứ hai là tính an ninh và an toàn cho ngôi nhà. Chúng ta có thể giám sát ngôi nhà và điều khiển các đồ dùng điện trong nhà từ xa thông qua các phần mềm đã cài đặt trên điện thoại, cài đặt trên máy tính bảng hoặc cài đặt trên máy tính xách tay hay còn gọi là laptop. Yếu tố thứ ba đó là tính tiết kiệm năng lượng. Chúng ta có thể tận dụng tối đa năng lượng từ gió tự nhiên và năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Sau đây để ôn lại các kiến thức đã học ở trên thì cô có một số câu hỏi luyện tập dành cho các em như sau. Đến với câu hỏi đầu tiên thì các em hãy đọc phần luyện tập trong sách giáo khoa trang số 18 và hoàn thành bản sau đây cho cô. Một bên là người ta sẽ mô tả hành động việc làm đang diễn ra. Một bên là đặc điểm của ngôi nhà thông minh. Như các em đã học ở phần trên thì đặc điểm của ngôi nhà thông minh sẽ gồm 3 đặc điểm cơ bản. Đặc điểm thứ nhất đó là thể hiện được tính tiện nghi, tính tiện ích của ngôi nhà. Đặc điểm thứ hai đó là tính an ninh, tính an toàn của ngôi nhà thông minh. Đặc điểm thứ ba đó chính là tính tiết kiệm năng lượng của ngôi nhà thông minh. Thì theo em, mô tả nào sau đây sẽ tương ứng với các tiện ích mà cô vừa nêu? Đầu tiên, khi chúng ta đi tới đâu thì đèn tự động bật chiếu sáng tới đó. Vậy theo em thì nó sẽ phù hợp với tính tiện ích hay tính an toàn, an ninh hay là tính tiết kiệm của ngôi nhà thông minh? Đáp án chính là tính tiện ích. Còn đối với tin nhắn được gửi đến điện thoại của chủ nhà khi phát hiện ra sự xâm nhập trái phép của một người nào đó hoặc của một vật nào đó, thì theo như các em đây được thể hiện tính đặc điểm nào của ngôi nhà thông minh? Đó chính là tính an toàn, hay nói cách khác là tính an ninh của ngôi nhà thông minh. Mô tả thứ ba đó chính là một ngôi nhà có tấm pin mặt trời ở trên mái nhà. Vậy theo em, nó thể hiện đặc điểm nào trong 3 đặc điểm kể trên? Đó chính là đặc điểm cuối cùng, là đặc điểm tiết kiệm năng lượng cho ngôi nhà. Tương tự đó, thì điều hòa tự động điều chỉnh nhiệt độ phòng ở mức độ phù hợp với điều kiện tự nhiên xung quanh, điều kiện bên ngoài, thì theo em sẽ phù hợp với đặc điểm của ngôi nhà thông minh như thế nào? Đó chính là phù hợp tính tiện nghi của ngôi nhà. Khi chúng ta chuẩn bị đi ngủ thì chúng ta chỉ cần chạm nút đi ngủ trên màn hình điện thoại thì điện sẽ được tự động tắt và rèm sẽ tự động kéo vào, cửa cũng sẽ tự động đóng. Thì theo em nó thể hiện đặc điểm nào của ngôi nhà thông minh? Đó chính là thể hiện tính tiện nghi, tiện ích của ngôi nhà thông minh. Mô tả cuối cùng. Còi báo cháy kêu khi phát hiện nồng độ khói trong nhà vượt ngưỡng an toàn. Thì theo em, đây phù hợp với đặc điểm của ngôi nhà thông minh là đặc điểm nào? Đó chính là đặc điểm là tính an toàn, an ninh trong ngôi nhà thông minh. Sau đây thì cô có một phần trò chơi đón ô chữ dành cho các em. Câu hỏi đầu tiên của trò chơi ô chữ thì câu hỏi thứ nhất sẽ gồm 9 chữ cái. Vậy theo em,
Đây là ngôi nhà mà con người mong muốn được phát triển nhất trong tương lai, thì đáp án sẽ là thông minh. Một ngôi nhà thông minh là một ngôi nhà được rất nhiều người mong muốn được phát triển trong tương lai. Nó sẽ giúp cho con người chúng ta được tiện nghi hơn và được tiết kiệm được chi phí hơn và cũng đảm bảo được an toàn, an ninh cho chúng ta hơn trong tương lai. Tương tự đó, ở ô trụ thứ hai cũng sẽ gồm 9 chữ cái. Theo các em, để góp phần bảo vệ được môi trường, giảm chi phí trong sinh hoạt, chúng ta cần tiết kiệm gì trong sinh hoạt hàng ngày? Cũng gồm 9 chữ cái theo các em, thì chúng ta sẽ tiết kiệm gì? Đáp án chính là tiết kiệm năng lượng. Sau khi đã ôn lại kiến thức vừa học, thì sau đây sẽ là nội dung để các em ghi bài vào tập. Các em nhớ ghi các tiêu đề bằng mực đỏ và nội dung ghi bài các em đã có thể ghi bằng mực xanh, mực đen và mực tím đều được. Ghi bài như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với bài số 3, ngôi nhà thông minh. Phần 1 nhỏ, khái niệm của ngôi nhà thông minh. Ngôi nhà thông minh là một ngôi nhà được trang bị hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động để các thiết bị, các đồ dùng trong nhà có thể tự động hoạt động theo ý muốn của chủ nhà hay chủ sở hữu của các đồ dùng đó. Các em ghi bài vào tập. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến với nội dung ghi bài thứ hai. Đó chính là đặc điểm của ngôi nhà thông minh. Một ngôi nhà thông minh thường có các đặc điểm sau đây. Đầu tiên, đó chính là tính tiện ích. Có hệ thống điều khiển các đồ dùng điện của ngôi nhà tự động, hoạt động theo các chương trình chúng ta đã cài đặt sẵn. Tính thứ hai, đó chính là tính an ninh và tính an toàn. Có thể giám sát ngôi nhà và điều khiển các đồ dùng điện trong ngôi nhà từ xa bằng phần mềm cài đặt sẵn trên điện thoại, trên máy tính bảng hoặc trên máy tính xách tay hay còn gọi là laptop. Tính cuối cùng đó chính là tính tiết kiệm năng lượng. Chúng ta sẽ tận dụng tối đa năng lượng từ gió tự nhiên và năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Em ghi bài vào tập. Đây, cô có một câu hỏi về nhà dành cho các em. Các em hãy mô tả những đồ dùng hoặc những ngôi nhà thể hiện được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh mà các em đã từng trông thấy hoặc các em đang sử dụng nó. Các em hãy làm câu hỏi này vào tập để tiết sau cô có thể kiểm tra. Sau khi các em đã ghi câu hỏi về nhà thì các em hãy học cho cô bài số 3. Khái niệm của ngôi nhà thông minh là gì và đặc điểm của ngôi nhà thông minh là gì? Sau khi chúng ta đã học xong bài số 3 thì các em xem trước cho cô bài học dự án thứ nhất của chương 1. Đó chính là ngôi nhà của em. Sự chú ý theo dõi của các em. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.